bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy có khả năng mặc áo giáp đại công đức như thế, chúng con và hữu tình đều nên kính lễ. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì các hữu tình mặc áo giáp đại công đức chuyên cần tinh tấn thì giống như vì hư không mặc áo giáp đại công đức phát khởi chuyên cần tinh tấn. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì muốn thành thục giải thoát hữu tình mặc áo giáp đại công đức chuyên cần tinh tấn thì giống như vì hư không thành thục giải thoát mặc áo giáp đại công đức phát khởi chuyên cần tinh tấn bạch thế tôn nếu đại bồ tát vì tất cả pháp mà mặc áo giáp đại công đức chuyên cần tinh tấn thì như vì hư không mặc áo giáp đại công đức phát khởi chuyên cần tinh tấn bạch thế tôn nếu đại bồ tát vì cứu vớt hữu tình khiến ra khỏi sanh tử mặc áo giáp đại công đức chuyên cần tinh tấn thì như vì nhất hư không đặt lên chỗ rất cao mà mặc áo giáp đại công đức phát khỏi chuyên cần tinh tấn bạch thế tôn đại bồ tát đắc đại tinh tấn bát nhã ba la mật đa vì các loài hữu tình như hư không mau thoát sanh tử phát khởi hướng đến quả vị giác ngộ cao tột bạch thế tôn đại bồ tát đắc đại thần lực chẳng thể nghĩ bàn không sánh kịp vì các biển pháp tánh như hư không mặc áo giáp đại công đức phát khởi hướng đến quả vị giác ngộ cao tột Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát vô cùng dõng mãnh, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật như hư không, mặc áo giáp công đức, phát khởi sự chuyên cần tinh tấn. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát vì các loài hữu tình như hư không, cần tu khổ hạnh, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột rất là ít có. Vì sao Bạch Thế Tôn, giả sử chư như lai ứng tránh đẳng giác đầy cả thế giới ba lần ngàn, nhiều như rừng tre, mè lau, mía vân vân hoặc trải qua một kiếp hay hơn một kiếp vì các hữu tình thường nói tránh pháp để độ vô lượng vô biên hữu tình khiến nhập niết bàn rốt giáo an lạc nhưng thế giới hữu tình chẳng tăng chẳng giảm vì sao vì các hữu tình đều không có sở hữu bản tánh viễn ly